Có ca gì mà nhỏ xíu nhỏ xíu à? Thôi mua đi. Ngủ thôi. Ha có 22 à. 22. Ai cô ca Nhật. Cô ca Nhật. Rồi. Không phải cô ca Việt Nam đâu. Hàng kiếm. Rồi cô ca Nam đi. Cô ca Nhật. Thôi mua luôn đi. Đi qua đây. Cô ca Việt Nam là phải lớn chứ. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Anh muốn không cục. Này, gạo, lứt mà. Lợn, sữa. Đây. Giới thiệu đi. Đây, mình sẽ giới thiệu. Nhật không à? Nhật không vậy? Có Việt Nam không á? Chỉ có cái này là Việt Nam thôi nha. Ê, cái này cũng Nhật luôn. Mẹ ơi, cái này phải Việt Nam. Đây, Nhật luôn. Thằng máy đi lên ngồi lầu là gì ạ? Mà không có thì họ lên coi biết chứ không có gì chứ. Đây mình giới thiệu nè. Ăn sữa của Nhật luôn. Chú Thị này toàn là đồ Nhật không à. Vậy? Này cũng Nhật quá hả? Dẹp mẹ nó đi. Mà lao à? Mua nước hoa thì cái phòng đang quay đó. Nước xịt phòng. Nước này thơm nha. Cho con thử với. Rồi xong phim. Đây, giới thiệu các bạn. Hello các bạn. Ừ, sẽ đi đâu đây là gì vậy? Đây, nó có hoa nè luôn. À, nặng ở dưới chị. Rồi. Nó tương tận như coi hẳn nó đi. Xây rộng rộng, xây rộng rộng, như công chúa bà yên. Đây, có chỗ này. Đẹp chứ. Muốn ăn quá. Cái này cũng Nhật luôn á. Ăn đi. Thôi lắm. Đó. Cái này là 69 ngàn á. Có khó dẹp. Ra ngoài mua bánh cho ăn. Ra ngoài đầu á. Ra ngoài kia kìa bánh. Đây xin giới thiệu. Đây là gì vậy? Đồ Nhật luôn. Okay. Rồi để cái này đấy. Coi có bánh gì rẻ nè, bánh này rẻ nè. Ở nó 43 ngàn đó. Này bánh gì đây 27 ngàn. Cũng là Nhật luôn. Bánh nướng. Hãy thử đi. Cái này 27 ngàn. Bánh bơi tử vậy. Ừ. Chút ra ngoài mua bánh kia ngoài ngoài rồi. 27 ngàn bánh gì? Nó chút ngoài ăn bánh ngoài kia mà. Đây. Cái này có hơi on nè. Cha sữa Nhật luôn. Gì vậy?
kệ mua cho nó hợp đi. Thôi ăn cái này bình thường thôi, đâu gì đâu. Vị bơi, tỏi, bút lò, nó giòn giòn thôi. Bánh mì. Ừ. Bánh mì. Cháu khỉ này toàn là bán nhật này. Nhật không mà. Cái này. Cái này mình chưa đi. Hồi bữa trước mình đã đi rồi, nhưng mà cái này mình chưa đi. Siêu thị toàn là bán nhật không vậy? Ủa hồi bữa trước mình đi. Hồi bữa trước mình đi nó bán tài là Việt Nam không mà sao giờ Nhật không vậy? À, chỗ này khác. À chỗ này mình chưa đi. Mở nè, nè hôm nay cầm đi. Nè mẹ kia lấy nha. À. Ra mà được. Mẹ được tới luôn rồi. Thấy cái này. Ờ à, đúng rồi. Cái này được ngon nè. Rồi đây đây đây. Rồi cái đó đi. Rồi đáp rồi. Rồi đi. Còn mà. Ừ cái này mắc. Mắc đâu? Ủa mắc ủa rồi đâu? Qua đây đi, đi qua đây đi. Qua đây đây. Đây. Qua đây nè. Nó xà bông không? Bự quá vậy.